Xưởng in kim loại, in kỹ thuật số SIN 2006, in phun trực tiếp lên bề mặt kim loại bằng mực UV cao cấp làm biển inox ăn mòn, bảng thông báo, bảng tên công ty, bảng hiệu shop, in lên cánh tủ kim loại, hộp kim loại, in trên kim loại phun sơn Tĩnh Điện, sơn Triệu Nghiệp. Đội ngũ chăm sóc khách hàng, tiếp nhận báo giá in nhanh, tốc độ xử lý báo giá lên đến hàng chục khách hàng trong một phút, giúp quý khách hàng đặt in nhanh dễ dàng. Văn phòng tại 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh hỗ trợ đặt in trực tiếp.